Em xin chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Em đang ghép con Amly đèn Pioneer 304A cùng với đôi loa Mỹ nồi, Mỹ cổ nha quý vị. Bass 25cm, đánh cực kỳ phê quý vị. Bass mềm, sâu, chép chi tiết, sáng. Và nghe nó rất là nhẹ nhàng và nó không bị mệt. Rất là chi tiết luôn quý vị. Thì con đàn này em đã có giới thiệu trong một cái clip gần đây rồi. Quý vị muốn biết mọi chi tiết về em đó thì cứ liên hệ với em sẽ gửi thông tin chi tiết cho quý vị xem ha. Đó, nhưng mà trước mắt chúng ta biết là cái tình trạng của nó là còn nguyên hết nha quý vị. Đó, bóng rồi bên trong mạch thì nó nguyên zin hết. Loa cũng vậy quý vị. Và em sẽ làm chi tiết về loa này riêng ha. Loa này thì cái thùng của loa cũng rất là đẹp, Bass 25 và dòng loa Mỹ nồi, Mỹ cổ. Đó, cái hiệu này cũng hiệu lạ lắm quý vị. Để em làm chi tiết em tháo cho quý vị xem bên trong ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.